sáng lập luôn và coi như là vận hành được bao lâu rồi? Vận hành 2 năm mấy à? Ừ, 2 năm mấy rồi. Thì coi như là khoảng tầm năm 2018, 2017, 2017 là bắt đầu là khai sáng. Đầu 2018. Thì coi như là vừa đi học mà vừa coi như là mở công ty luôn, đúng không? Dạ, lúc đó là chuẩn bị thi đại học. Ồ, chuẩn bị thi đại học luôn. Là bắt đầu làm cái đó. Thấy là chuẩn bị thi đại học là các bạn coi như là quấn quýt suốt ngày, là vùi đầu vô sách vở không, mà lúc đó là Cương còn có thời gian mà để mà vận hành khai sáng công ty. Tại em không có học nhiều. Vậy hả? Em học bên trường trung học cơ sở trung học phổ thông Đinh Thiện Lý. Ồ. Đi theo cái hướng là quốc tế thì nhiều hơn. Cái trường Đinh Thiện Lý đó thì theo kiểu quốc tế rồi. Luôn đi theo quốc tế nhiều hơn. Không nặng cái chương trình của phổ thông lắm. Đúng, không có giống như là xưa anh em mình học đúng không anh? Đúng rồi. Giống như là dạy kỹ năng nhiều. Kỹ năng là chính. Kỹ năng thứ nhất, thứ hai nữa môn ngoại ngữ. Chung là giúp em làm ở mình sẽ đi bên khá lâu rồi. Nhưng mà khách hàng mà trẻ tuổi như Cương này chắc là lần đầu tiên và là coi như là em thấy là coi như là mặc dù là còn đi học rất là trẻ luôn nhưng mà lập nghiệp đó là cũng tâm sự với em thì anh với chị cũng rất là hạnh phúc và rất là tự hào khi có đứa con như là Cương biết chăm học và biết phấn đấu cho sự nghiệp cũng như hiếu thảo gia đình với bố mẹ. Chị đã quá tuyệt vời luôn. Chúc mừng anh chị nha. Thank you em. Tuyệt vời. Bữa nay thì em có mời anh Trung. Trung là thầy dạy guitar. Sao? Trung chơi guitar và sướng lắm. Bây
gì anh em mình đến với nhau nói chung có thể nói là cái duyên ha. Nhưng mà anh cũng xin thay mặt gia đình, đặc biệt là anh với chị xin chân thành cảm ơn em vì cái sự chuẩn bị cho ngày hôm nay, chuẩn bị cho một cái lễ nhận xe và chuẩn bị một cái buổi tiệc gia đình hết sức là ấm cúng. Một lần nữa anh xin chân thành cảm ơn nha. Được.
Rồi giờ để đáp lại tình cảm của anh thôi, giờ em cũng hát tặng anh gia đình. Để tới đi hát đây. Hát bài gì vậy ta? Trước kia trở về nháy hương tình thắm trên cầu thềm, anh hương rằng rằng một mai anh đến, anh đón em vào sớm mai trong lành, nhưng đó mai là giấc mơ không thành vì ai vì ai. Còn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên em, thăm ước nhiên nào đâu dám nói, kịp tâm thì lại thôi, đứa hoa vẫn chưa mà lo hơi. Gắm phong trần tay chân tay, chạy đâu ngày xóa lụa bay ngày, gầm khiến trăng vời không đối chiếu, gác cao ngàn niềm miêu thì tội mướn chi nhiều. Bài Bước Chân Trần kể về cái người cha ngày xưa ở Tây Nguyên, người ta đi vào rừng người ta lượm quả cho con người ta ăn gì đó. Viết cái bài này của cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Ôi ngày tháng tóc bạc từ trắng xoay, cả cuộc đời và cả một lời tôi chân trần. Nhưng mà phấn đấu nhiều nữa không con, đừng nghe chú nói vậy mà mạnh mẽ lên, phải quyết liệt lên, mạnh dạn lên, cứng rắn hơn nữa. Đâu rồi, đâu rồi, mạnh liệt hơn. Sạch, chút chưa? Thôi, coi được rồi, được rồi. Yeah, cứng liệt. Tao khác được tay. Vô, khác được thầy rồi. Vô. Mọi người cũng ly chứ nó cũng đòi cái ly nữa. Mời chị hả? Rồi con mời má ly. Uống xong ba anh nếm môi chứ. Cầm cầm đi pha từ từ nghe, Cha nó kìa, con không biết nói gì hơn, con xin chân thành cảm ơn má rất nhiều. 1, 2, 3, vô. Ủa anh, đưa cho nó ngon không? Đưa con. Không, 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 không,
Không, mà nó không uống được cái này. Đây, đây, đây. Rồi, em chúc mừng anh hai là có chiếc xe quá là đẹp, tuyệt vời. Con thương chia sẻ đi. Con cũng giống như mẹ vậy đó. Con chia sẻ đi. Hai mẹ con mình giống nhau á. Nói chung là hai mẹ con cùng quan điểm là thích xe cái dòng sedan nhiều hơn. Giờ nó gọi là ấm cúng hơn. Cái dòng sedan nhiều hơn là cái dòng thể thao nói chung và Galaxy nó riêng. Đặc biệt là cái nội thất của con hơn 200 thì rất là rộng rãi, thoải mái và sang trọng, đẳng cấp. Chỉ thua ớt. Ủa cái đó nó cho mình được cái gì chú? Dạ, dạ chút xíu ra biết chút xíu mà, ra, cho nhiều dạ, lắm nhiều đó. Lắm cái dạ, hả dạ. Dạ. Nè chú gì nè chú gì chơi với anh hai là cua nớp xanh luôn. Thay mặt gia đình cảm ơn anh rất nhiều ha. Dạ.